Xin chào tất cả các em. Bài học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ sang bài tập bài số 12, tức là bài công suất điện của chương trình vật lý lớp 9. Khi sử dụng đèn điện, có đèn thì sáng mạnh, có đèn thì sáng yếu, ngay cả khi các cái đèn này được cùng dùng với cùng một cái hiệu điện thế. Tương tự như vậy, các cái dụng cụ điện, ví dụ như quạt điện này, nồi cơm điện, bếp điện thì nó cũng có thể hoạt động là mạnh yếu khác nhau, đúng không ạ? Vậy căn cứ vào đâu để xác định cái mức độ hoạt động mạnh hay yếu của các cái dụng cụ điện này? Thì bài học hôm nay nó sẽ giúp các em trả lời cái câu hỏi đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là công suất định mức của các cái dụng cụ điện. Một lớn. Là công suất định mức của các dụng cụ điện. Một nhỏ này là số vôn và số oát trên các dụng cụ điện. Vậy thì trên các dụng cụ điện thường người ta có ghi số vôn và số oát, đúng không ạ? Hãy đọc các cái số ghi này trên một vài dụng cụ điện, ví dụ như bóng đèn này, quạt điện này, nồi cơm điện. Vậy các em sẽ theo dõi ở trong lấy ví dụ ở trong các cái dụng cụ thực tế ở nhà, được chưa ạ? B là quan sát độ sáng của hai bóng đèn được mắc như sơ đồ hình 12.1 khi công tắc K đóng. Vậy hai cái bóng đèn này, nhận xét mối quan hệ giữa số oát ghi trên mỗi bóng đèn với lại độ sáng mạnh, độ sáng yếu của chúng. Vậy hai cái bóng đèn này các em nhìn thấy nó cùng mắc vào hiệu điện thế là 220V, đúng không ạ? Cùng mắc hiệu điện thế 220V, nhưng một cái là 100W và một cái là 25W. Vậy khi mà chúng ta đóng khóa K thì cái bóng mà 100W ấy có gì? Số oát càng lớn thì cái bóng này nó sẽ độ sáng của nó sẽ mạnh hơn là bóng 25W. Đúng chưa ạ? Vậy câu 1 chúng ta sẽ trả lời như sau. Câu 1 là người ta hỏi là mối quan hệ giữa số oát và độ sáng của bóng đèn đấy. Vậy với cùng hiệu điện thế, cụ thể ở bài này là hiệu điện thế ở đây là 220V, đúng không ạ? Với cùng hiệu điện thế và cụ thể ở đây là 220V, đúng chưa? Thì số oát mà càng lớn, số oát càng lớn thì đèn nó sẽ càng sáng mạnh, thì đèn càng sáng mạnh. Đấy. Còn số oát nhỏ thì đèn nó sẽ sáng yếu hơn, thì đèn sáng yếu hơn. Và cụ thể ở đây hai bóng thì cái bóng 100W nó sẽ sáng hơn là bóng 25W nếu như mà các em làm thí nghiệm thực tế, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sang câu C2 là hãy nhớ lại kiến thức của lớp 8 và cho biết watt là đơn vị của đại lượng nào. Vậy ở lớp 8 thì chúng ta đã học về bài công và công suất rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy là watt là đơn vị của gì? Là đơn vị của công suất. Và watt thì được tính bằng joule trên giây, tức là nó chính là công thực hiện trong một đơn vị thời gian như chúng ta đã học ở vật lý lớp 8, đúng không ạ? Vậy 1 watt thì bằng 1 joule trên 1 giây. Chúng ta sẽ có câu C2 như sau. Ở lớp 8 thì watt là đơn vị của công suất. Nó là đơn vị của công suất. Đúng ạ? Chúng ta có 1 watt này
thì bằng 1 joule trên cho 1 giây. Đấy. Đây là ký hiệu của watt. Được chưa ạ? Sang phần 2 này. Ý nghĩa của số watt ghi trên mỗi dụng cụ điện. Vậy mỗi dụng cụ điện khi sử dụng với hiệu điện thế bằng hiệu điện thế định mức thì tiêu thụ công suất điện, gọi tắt là công suất, bằng số watt ghi trên cái dụng cụ đó, và nó được gọi là công suất định mức. Vậy công suất định mức của mỗi dụng cụ điện thì cho biết công suất mà dụng cụ đó tiêu thụ khi nó hoạt động bình thường. Được chưa? Ta sẽ trả lời câu C3 là một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Tức là khi mà các cái dụng cụ điện nó hoạt động mạnh thì công suất của nó sẽ lớn, nó hoạt động yếu thì công suất của nó sẽ là nhỏ hơn. Vậy trên cơ sở đấy thì cho biết này, một bóng đèn có thể lúc sáng mạnh, có lúc thì sáng yếu. Trong trường hợp nào thì bóng đèn có công suất lớn hơn? Vậy thì câu này dễ đúng không ạ? Vậy thì khi mà bóng đèn sáng mạnh thì nó sẽ có công suất lớn, còn khi mà bóng đèn sáng yếu thì công suất của nó sẽ là nhỏ hơn. Được chưa? Chúng ta sẽ có câu C3 như sau. Câu C3 là khi bóng đèn sáng mạnh, khi đèn sáng mạnh thì công suất lớn, còn đèn sáng yếu, lúc đèn sáng yếu thì công suất nó sẽ nhỏ hơn. Lúc đèn sáng yếu thì công suất nhỏ hơn. Đấy. Một bếp điện được điều chỉnh lúc thì nóng nhiều hơn, lúc thì nóng ít hơn. Vậy trong trường hợp nào thì bếp điện có công suất nhỏ hơn? Trong trường hợp nào bóng có công suất lớn hơn thì trên này, đúng không ạ? Vậy thì khi mà bếp điện gì nóng nhiều thì nó sẽ có công suất lớn, còn khi mà bếp điện được điều chỉnh là nóng ít thì nó sẽ có công suất là nhỏ hơn. Vậy ý thứ hai ở đây là chúng ta có là bếp điện, bếp điện trong trường hợp nóng ít thì bếp có công suất nhỏ hơn. Trên đây chỉ là những cái phần lý thuyết ban đầu, rất là cơ bản ban đầu thôi. Còn đi sâu vào thì chúng ta cần phải biết được các cái công thức tính của công suất như nào. Vậy các bóng đèn khác nhau hoạt động với cùng một cái hiệu điện thế thì nó có thể có công suất khác nhau. Nhưng nếu mà cùng một bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau thì nó cũng có các cái công suất là khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ xác định cái mối liên hệ giữa công suất tiêu thụ của dụng cụ với cái hiệu điện thế đặt vào hai đầu cái dụng cụ đó và cường độ dòng điện để qua nó là như thế nào. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có các cái thí nghiệm là mắc một cái mạch điện như sơ đồ hình 12.1, các em theo dõi hình 12.1 trang 35 của sách giáo khoa, với bóng đèn thứ nhất là 6V 5W, đóng công tắc, điều chỉnh biến trở để số chỉ của vôn kế đúng bằng số chỉ của vôn kế ghi trên đèn. Khi đó ampe kế có số chỉ được ghi như bảng ở hình bảng 2. Làm tương tự đối với bóng đèn thứ hai, trên bóng đèn có ghi là 6V 3W thì thu được kết quả cũng như ở trong bảng 2. Vậy trong cái bảng 2 này thì nó ghi hai cái bóng đèn. Bóng đèn 1, các em theo dõi bảng 2 nhé. Bóng đèn 1 là 5W này, hiệu điện thế là 6 này, cường độ dòng điện là 0,82. Vậy ở đây cô chỉ ghi tóm tắt thôi, là chúng ta có là đèn 1 này. Đèn 1 ở đây là công suất là watt nha. Công suất là watt này. Hiệu điện thế là V này. Và cường độ dòng điện A. Vậy thì ở đây công suất là 5W.
hiệu điện thế là 6V và người ta đo được cường độ dòng điện là 0,82. Đối với cái đèn 2 thì là 3W, hiệu điện thế cũng là 6V và đây là 0,51. Đấy, cái bảng này thì các em có thể theo dõi ở trong sách giáo khoa nó đầy đủ hơn. Ở đây thì cô chỉ đưa ra những cái thông số mà chúng ta sẽ dùng đến thôi. Từ các số liệu ở bảng 2, hãy tính tích U nhân với V đối với mỗi bóng đèn và so sánh tích này với công suất định mức của bóng đèn đó, bỏ qua sai số của phép đo. Và ở đây thì chúng ta có cơ 4. Ta có tích U nhân với Y của mỗi bóng đèn là, đối với đèn 1 thì nó sẽ bằng 0, lấy U nhân Y đúng không ạ? Lấy 6 nhân 0,82, 6 nhân 0,82. U của nó là 6, Y bằng 0,82. Đấy, thì nó gần bằng 4,92. 4,92 thì gần bằng 5W. À, gần bằng 5, được chưa? Gần bằng 5 đã. Tiếp theo, đối với đèn 2, U là bằng 6, Y bằng 0,51. Lấy 6 nhân 0,51 thì nó sẽ bằng 3,06. 3,06 gần làm tròn thì nó gần bằng 3. Như vậy thì sau khi tính ra thì chúng ta so sánh thì chúng ta thấy là tích này nó bằng với gì? Công suất ghi công suất định mức của mỗi bóng đèn, đúng không ạ? Vậy U nhân với Y chính bằng công suất định mức của mỗi bóng. Đây chúng ta tính ra và hai kết quả này nó gần giống với công suất đây, đúng không ạ? Công suất ta tính ra bằng 5 lần bằng con này 3 đây, nó bằng công suất định mức của mỗi bóng. Sang phần 2 là chúng ta có công thức tính. Như vậy thì chúng ta có công suất nó gần bằng với tích U nhân Y. Vậy công suất tiêu thụ của một dụng cụ điện hoặc là một đoạn mạch thì nó chính bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đó và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch. Vậy chúng ta sẽ suy ra là chúng ta có công thức. Đó là P thì bằng U nhân Y. Trong đó P ở đây là công suất điện và nó có đơn vị là watt. P là công suất, có đơn vị là watt. U là hiệu điện thế, hiệu điện thế có đơn vị là vôn. Y là cường độ dòng điện đo bằng ampe. Đấy, như vậy thì chúng ta có 1W thì bằng 1V nhân với 1A. Đấy, 1W này thì bằng 1V nhân với 1A. Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh các cái công thức ở câu C5. Vậy chúng ta sẽ xóa cái này đi để chúng ta sang câu C5. Câu C5 là xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện trở của đoạn mạch được tính theo công thức. Ngoài công thức là P bằng U trên Y thì chúng ta cần chứng minh hai công thức sau. Chúng ta có C5
là ta có P bằng U nhân Y. Thì ta bắt cái em chứng minh bằng Y bình R hoặc là bằng U bình chia cho R. Đấy, chứng minh ba công thức đấy. Công thức đầu tiên thì là công thức này rồi. Ta cần chứng minh công thức là Y bình nhân R và bằng U bình trên R nữa. Thế thì ta có như sau. Ta có P thì bằng U nhân Y, đúng không? Vậy đến đây nó sẽ bằng là U. Mà U thì có phải là bằng Y nhân với R không? U lại bằng Y nhân với R. Vậy từ đây cô sẽ suy ra P sẽ bằng, ở đâu có U thì cô thay bằng Y nhân với R. Vậy nó bằng Y nhân với R, chính là U này, nhân với một lần Y ở đây nữa, đúng chưa ạ? Vậy có phải Y nhân với Y thì bằng Y bình không? Nhân với R, đúng chưa? Như thế là chúng ta đã chứng minh được công thức đầu tiên. Công thức thứ hai chúng ta cũng chứng minh tương tự, là P thì bằng U nhân Y. Mà ta lại có là gì? Bây giờ ta lại có Y thì lại bằng U chia cho R, đúng không ạ? Công thức của định luật ôm, Y thì bằng U chia R. Vậy từ đây, từ đây thì các em có phải là P sẽ bằng U thì các em giữ nguyên, vẫn giữ nguyên, còn Y thì các em thay bằng U chia R cho cô, đúng không? Vậy thì nó chính bằng U nhân với U, tức là bằng U bình chia R, đúng chưa? Và đây chính là điều phải chứng minh của ta. Đây cũng chính là điều phải chứng minh. Vậy công thức tính công suất sẽ có 3 công thức. Nó bằng U nhân với Y, bằng Y bình nhân R hoặc là bằng U bình chia R, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sang các bài tập của phần vận dụng. Vậy thì cô sẽ xóa cái phần này đi để chúng ta đi các bài tập phần vận dụng nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có câu C6. C6 ở đây là trên một bóng đèn có ghi 220V 75W. Tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi đèn sáng bình thường. Vậy thì đèn có ghi là 220V 75W. Tính cường độ dòng điện khi đèn sáng bình thường, đúng không ạ? Vậy khi đèn sáng bình thường, khi đèn sáng bình thường thì U sẽ bằng 220V, chính bằng giá trị định mức. Còn P chính bằng 75W. Mà P thì bằng U nhân với Y, nên suy ra cường độ dòng điện đi qua bóng đèn, cường độ dòng điện qua bóng đèn là Y bằng P chia cho U, đúng không ạ? P thì bằng 75 chia cho U là 220V. Thì các em lấy 75 chia 220 thì nó sẽ bằng 0,341 ampere. Sang phần B là có thể dùng cầu chì loại 0,5A cho bóng đèn này được hay không? Vì sao? Vì chúng ta thấy là 0,5 thì nó lớn hơn 0,341, lớn hơn một chút, đúng không ạ? Như thế thì chúng ta có thể dùng cái cầu chì này để cho cái bóng đèn này. Bởi vì khi mà lúc mà cái đèn này sáng bình thường thì là cầu chì vẫn hoạt động bình thường. Còn nếu như trong trường hợp đoạn mạch thì cái cầu chì này nó sẽ bị gì?
nóng chảy ra và nó sẽ bị đứt, đúng không ạ? Để bảo vệ thiết bị, đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có phần B là vì 0,5 A lớn hơn 0,341 A nên ta có thể dùng cầu chì cho bóng này này, có thể dùng cầu chì loại 0,5A cho bóng này này vì khi xảy ra hiện tượng đoạn mạch, tức là khi xảy ra hiện tượng là y tăng đột ngột đấy, vì khi xảy ra hiện tượng đoạn mạch tức là y của nó tăng đột ngột đấy thì cầu chì bị nóng chảy, bị đứt, đúng không ạ? Nên dẫn đến là nó sẽ tự động cắt điện để bảo vệ thiết bị, đúng không ạ? Dẫn đến là tự cắt điện để bảo vệ bóng. Được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu C7. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4A. Tính công suất của bóng đèn và điện trở của bóng đèn. Vậy thì chúng ta có gì? U bằng 12V, Y bằng 0,4A. Vậy thì ta sẽ có công suất của bóng đèn là P sẽ bằng U nhân Y và sẽ bằng 12 nhân với 0,4, đúng chưa? Lấy 12 nhân 0,4 bằng 4,8 4,8W. Cái phần câu 6, câu 6 IA người ta đang hỏi thêm các em là điện trở khi nó sáng bình thường, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm luôn điện trở nhá. Điện trở này, ta bổ sung thêm câu A này, điện trở của bóng này. R. Khi biết U và P thì em để áp dụng công thức tìm R kia kìa. R sẽ bằng U bình chia cho P, đúng nào? R bằng U bình, U bình chia cho P. Vì vậy P thì bằng U bình chia R, vậy suy ra R bằng U bình chia P. Vậy thì nó sẽ bằng là bằng 220 bình phương chia cho P, tức là chia cho 75. Đấy, thì em lấy 220 bình chia 75 thì nó sẽ ra là 645,3, đúng không ạ? 645,3 ohm. Đấy, điện trở ở đây là 645,3 ohm.
Quay lại với câu C7. C7 sau khi tìm được P rồi thì người ta yêu cầu các em tìm đi điện trở của bóng đèn, đúng không ạ? Vậy thì ta có điện trở của bóng đèn. Là các em áp dụng có nhiều cách ở đây, nhưng cô lại tính theo cách thứ nhất là lấy U chia Y. U của ta là lấy là 12 chia Y là bằng 0,4. Các em lấy 12 chia 0,4 thì nó sẽ bằng 30 ohm. Cuối cùng chúng ta sẽ ra sang phần vận dụng của câu C8. Một bếp điện hoạt động bình thường khi mắc hiệu điện thế là 220V, tức là U bằng 220V. Khi đó thì điện trở của bếp R bằng 48,4 ohm. Tính công suất điện của bếp. Vậy thì liên quan đến có 3 công thức tính, mà đây có U và R thì em sẽ tính theo cái công thức thứ 3 này, đúng không ạ? Vậy thì ta có công suất của bếp là, em sẽ áp dụng công thức 3, P bằng U bình chia R. Vậy thì nó sẽ bằng 220V bình phương lên chia cho 48,4. Thì nó sẽ bằng 1000W. 1000W thì có thể viết bằng 1kW cũng được. Đấy, 1kW thì bằng 1000W. Và như vậy là chúng ta đã đi xong được toàn bộ lý thuyết và những cái bài tập vận dụng cũng như các cái câu hỏi ở trong sách giáo khoa của bài 12 là bài công suất điện. Các em về xem lại kỹ phần lý thuyết, đặc biệt là ba công thức tính cái công suất, đúng không ạ? Học thuộc ba công thức tính công suất, các cái đơn vị của nó đi kèm như thế nào. Và trong ba cái công thức này thì chúng ta sẽ sử dụng rất là linh hoạt. Nếu người ta cho U Y thì chúng ta sẽ áp dụng công thức thứ nhất. Nếu người ta cho IR thì em áp dụng công thức 2. Còn nếu như người ta cho UR thì em sẽ áp dụng công thức 3, chính là bằng UR, U bình chia R đấy. Đấy, tùy vào dữ kiện của bài để chúng ta sẽ áp dụng các cái công thức khác nhau. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.